Ngoài ra trong đây mình bị chứng chứng bệnh gọi là sợ nhện nữa các bạn, không hiểu luôn, không hiểu luôn mình sợ hay là cho ông tác giả không sợ nữa, là khi con nhện đó các bạn nó xuất hiện ở gần mình hai block á là mình sẽ bị hiệu chậm rãi các bạn, tức là đi chậm á. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sherlock Moon và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft tập tiếp theo. Và trước khi bắt đầu video này, nếu như bạn nào đã thích kênh của mình, yêu yêu mình cũng như thích mình làm tiếp tục những cái video về Minecraft nữa thì đừng quên like cho mình hashtag, đó chính là để xem hết hashtag cho mình là số 29 và hashtag mà các game nhé bạn. Và đừng quên cho mình đạt 1114 like cũng như là 34 chia sẻ để mình có động lực làm thêm tập tiếp theo nha. Và nhớ theo dõi mình livestream hàng ngày trên nonolive.com sẽ 1077197 vào lúc 18 giờ nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chế độ gọi là Minecraft, chế độ gì ta, chế độ không tay các bạn. Này, chế độ không tay là sao, tức là nó cực kỳ khó luôn. Cái khi mà các bạn nhìn vô gốc cây nè các bạn, mà đập á là bạn sẽ không đập được, thấy không? Đó, cái tay nó chậm không đấy, không thể nào đập được nha các bạn. Đấy, và mình sẽ giống như cái này, chế độ này y chang như chế độ real life craft vậy các bạn. Và các bạn có thấy cái thanh gọi là nước không, đó là mình sẽ cần phải uống nước, mình cũng chưa biết uống nước bằng cách nào nữa. Và mình xem với coi cái này. Đây rồi, giới tạo một sợi dây. Và chúng ta sẽ cần có que nữa. Que đã làm cái gì? Que đã làm cái giống như cái rìu các bạn. Thì chết rồi. Cái what the. Ôi, mình đâu có nhìn vô cái cây đâu ta. Mình nhìn vô cái lá mà. Đừng, các bạn đừng nhìn vô cái cây nha. Nhìn vô cái cây là các bạn sẽ bị gọi là làm chậm ấy, không được chặt gỗ bằng tay mà. Đó. Ui, không cho que. Oh my god, y chang chế độ. Wow, mình tìm thấy được một cái làng này các bạn ơi. Như thế này thì trời ơi, công việc ngày hôm nay nó quá là cực kỳ là đơn giản luôn các bạn. Thì bây giờ á, mình sẽ cần phải chế tạo một bộ dụng cụ nha. Và những cái dụng cụ này á, chúng ta sẽ cần phải gọi là kiếm từ những y chang như real life craft. Thì các bạn sẽ kiếm sợi dây nè, đầu tiên là mình làm được sợi dây rồi đó. Sau đó là với lại á, những cái vật phẩm này nó sẽ không stack lại với nhau nha các bạn. Và các bạn có thanh nước nữa, nếu như mà cái thanh nước á nó giảm xuống á là bạn sẽ bị những cái hiệu ứng như là ví dụ như đi chậm nè, rồi buồn nôn nè, rồi mệt mỏi các thứ đó. Bạn phải uống nước, nhưng mà mình chưa biết cách uống nước. Và bây giờ mình đang kiếm cái que các bạn. Chúng ta sẽ cần phải có que. Đập. Trời ơi, thiệt chứ, khó thật sự luôn. Đập lá sao xui với ta. Và những cái đồ này nó không sẽ tắt lại với nhau nha các bạn. Và ở đây là bị gọi là cấm rồi. Các bạn muốn nó mở, bạn sẽ cần phải gọi là có chế tạo cái rương á. Cái rương thì nó được quên chế tạo cái ba lô chứ. Ba lô thì được chế tạo từ một da và cũng như là một cái rương là ra được cái ba lô các bạn. Và những cái con vật này khi các bạn đánh nó là tất cả con còn lại á, nó sẽ gọi là bị hướng gọi là chạy trốn các bạn. Đó, nó sẽ chạy trốn bạn. Và nó cũng có gọi là xác suất á là nó sẽ đánh lại các bạn nữa nha. Nhưng mà cái đó thì hình như là chỉ với con gà thôi thì phải. Trong khi mình đọc vô trong cái phần ghi chú của cái data pack này các bạn. Đó, để mà các bạn có thể uống nước thì các bạn sẽ phải chế tạo được cái bình nha các bạn. Ui căng lắm nha. Cái này nó không có kiểu như là sao ta, kiểu như là stack đồ lại với nhau ấy. Trời ơi, thế thì hơi khó rồi. Và đầu tiên là mình bắt buộc phải kiếm được một cây rìu luôn. Nếu mình không kiếm được cây rìu là toang các bạn. Đấy, trời ơi, mấy cái que khó kiếm thế. Mình vứt bớt cái này mình trồng ra lại đi. Đấy, thì chúng ta có thể kiếm được sỏi nữa. Thì ở đây chúng ta có thể kiếm sỏi này. Ui, khó thế, khó vãi rồi. Ui, mình sẽ cần phải có cục sỏi nha các bạn. Đó, cục sỏi này và que thì phải để chúng ta chế tạo ra được cái rìu. Và mình chặt cây, với lại mình cũng sẽ phải cần có làm cái lò nung các bạn. Nhưng mà cái việc á, mình kiếm cái rìu á là cái gì? Tại vì á, mình sẽ cần mở rộng cái ba lô ra các bạn. Đồ đạc ở trong đây nó không stack lại với nhau nha, cho nên bạn phải mở rộng cái ba lô ra. Ui, nhìn vô cái cây à, mình đâu có nhìn vô cái cây đâu. Mình cứ nhìn vô cây đâu. No, chết tôi rồi. Xong rồi các bạn ơi, mình đâu có nhìn vô cái cây đâu mà tự nhiên nó không có cho mình gọi là đập nữa chứ. Nhìn vô là nó bị chậm. Và mình sẽ phải chế tạo ra cái bình bình thường, cái bình thuốc bình thường các bạn. Thì nó chế tạo là từ ba cái kính. Ôi, đập xui thế, đập nãy giờ không có cái que nào luôn này. Ôi, đen thật sự. Ôi, thiệt chứ, mà mấy cái cây này nó kiểu như là nó cao quá các bạn ơi, không có block để mình lên luôn á. Ôi, còn 8 phút này. Và các bạn đi ở trên những cái biome như là sa mạc đồ hay là địa ngục đồ, bạn sẽ bị mất cái thanh nước nhiều hơn nha các bạn. Nên bắt buộc là bây giờ đợi mình phải kiếm được cái que mới được. Bây giờ kiếm cái que ở đâu ra, mình không có đập gỗ được mới ghê chứ. Kiếm cái que không biết kiếm ở đâu luôn á. Đập cái này nè hơi xui. Ui, nó toàn ra mầm không. Tụi không có. Ơ, sao đây có vụ nó stack lại với nhau vậy.
À, chắc là mấy cái đồ rớt sẵn các bạn, lúc nãy mình đi qua thì nó rớt ra. Mình tìm thấy nhà của thầy Ren đó các bạn. Và ui 1 2, à đúng rồi. Nếu như mình ui lấy được này. Ủa nó vẫn bị chậm các bạn ơi. Mình tưởng đâu mà lấy được nhưng mà thật sự là nó vẫn bị chậm tại vì chúng ta không có cái rìu và mình sẽ vẫn cần cái rìu nha các bạn. Thiệt chứ. Mình tưởng đâu là mình chỉ cần lấy cái cúp này mình đập vô cái rương là hợp lý rồi, nhưng mà không được các bạn ơi. Còn 5 phút nữa kìa, nếu mà không được á mình sẽ chết, nhưng mà không sao, mình đã chết spawn ở ngay chỗ cái làng rồi. Thì bây giờ nếu mà mình có chết thì mình cũng vẫn ra đây nhanh nha các bạn. Ôi ôi, việc tôi cần là cái que. À đúng rồi. Tại sao mình phải kiếm cái que bằng cái lá ta, trong khi mình có thể kiếm bằng cái này nè. Ui ngu người, ngu người. Đúng là ngu người thật sự các bạn. Đó, đây. Và mình có một cái rìu nè. Thì có một cái rìu thôi, làm luôn. Đó, thì nó chặt cũng hơi lâu nha các bạn. Và cái rìu này nó có độ bền là khoảng tầm 25 thôi. Ui gì mới chặt có một xíu mà bị mình bị buồn nôn lại. Bạn biết lý do tại sao mình bị buồn nôn không? Buồn nôn á là do mình gọi là chuẩn bị chết rồi các bạn. Ôi ôi chết thiệt. Ơ cái what the hell, hình như chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi chóng mặt thế. Hình như là 4 cục gỗ thì mới tạo ra được một gỗ các bạn à. Tức là mình sẽ kiếm khoảng tầm 16 gỗ thì mình mới tạo được một gỗ thì phải. Theo mình đoán không nhầm là như vậy. Hay là phải lột vỏ ta. Từ để mình coi coi, mình không nhớ nữa. Mình không nhớ là tùy. Đúng rồi, phải lột vỏ các bạn ơi. Trời ơi, chết tôi. Trời ơi, sắp chết rồi. No, chóng mặt quá. Chóng mặt quá nồi, thiệt sự. Quay. Ê, sắp chết chết chết. Lê nhanh. Rồi, bỏ vô, lẹ lên anh ơi. Lẹ lên. Ui, giờ mới ra được cái bàn chế tạo. Thế là toàn rồi. Thì bây giờ chết rồi, bây giờ mình sẽ phải gọi là chạy về làng lẹ nhanh ăn được rồi. Và mình hết nước các bạn, cái này là lý do tại sao mà mình bị mất máu nha. Nhưng mà bây giờ mình có thể đúng rồi, trong làng ngay chỗ thợ rèn nó có lò nung không ta? Có lò nung không? Ui, cái này là do mình khởi đầu kiểu như là mình có quá nhiều cái lợi thế các bạn, chứ không á là các bạn sẽ chết sớm rồi, tại khó cực kỳ luôn á. Lấy cái rương này, sau đó mình chế tạo cái rồi luôn, hồi sinh. Không sao, hồi sinh lại thì mình lại khỏe. Trời ơi, thế thì nó lại hợp lý vãi nồi luôn. Đấy, trời ơi. Này, dứt cái này đi. Tưởng gì, chết rồi thì hồi sinh lại thôi. Đây, vô nhà thạch riêng lượm lại đồ. Trời, có gì đâu, có gì đâu khó. Đây, bây giờ mình sẽ gọi là lấy cái rương này để mình làm thành cái ba lô các bạn. Đó, cái rương này nó sẽ giúp chúng ta trở thành ba lô. Đâu rồi. Ê, đây, bỏ đây và một da. Để chúng ta sẽ có được cái barrier. Ủa? Đâu rồi, đó. Thấy chưa? Khi mà có được cái barrier này rồi á là đồ đạc các bạn sẽ mở được cái rương này đó, bạn để ở góc này nè là nó sẽ mở được cái rương. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cần phải có thêm 8 đá nữa. Đấy, có rìu rồi thì đơn giản các bạn, còn gì nữa đâu. Tầm này thì đơn giản, chủ yếu là kiếm gỗ nó hơi khó thôi, chứ tầm này thì đơn giản rồi. Bây giờ mình sẽ nung gọi là cái cát này lên đó. Thì nói chung là đây chỉ là một cái data bắt nhỏ thôi, cho nên á vẫn đang trong thời gian hoàn thiện các bạn, chưa thể nào mà làm thành một cái bách mà kiểu lớn được, cho nên nó cũng sẽ có hạn chế nha các bạn. Thì nó có ít thôi, có nhiều cái tính năng nó chưa có thêm vô, nhưng mà cũng khoảng tầm 20-25 cái tính năng rồi đó, là cũng hơi bị nhiều các bạn. Mới đào con chút ra mười mấy cục luôn vậy, đúng là gọi là cái gì ta, cúp sắt có khác, đào nhanh vãi nồi. Lê nhanh anh ơi. Trời ơi, còn không được bấm công thức nữa, phải tự bỏ vô nữa chứ. Phải nùi tật sự, cho người ta bấm công thức đi. Đó, rồi, lấy cái này về nhà. Rồi, quay về ngủ cái lẹ các bạn ơi. Ngoài ra trong đây mình bị chứng bệnh gọi là sợ nhện nữa các bạn. Không hiểu luôn, mình sợ hay là cho ông tác giả không sợ nữa. Là khi con nhện đó các bạn, nó xuất hiện ở gần mình 2 block á, là mình sẽ bị hiệu ứng chậm rãi các bạn. Tức là đi chậm á, thì hướng nó nặng hơn, nó làm mình đi chậm. Này, chuẩn bị nè. Đây, mình cho các bạn xem nè. Đó, thấy không? Đấy, là mình kiểu như bị chịu chứng sợ nhện, không hiểu luôn. Mình có sợ đâu. Đấy, rồi luôn, bể cúp luôn, không hiểu luôn. Rồi luôn.
Ui, có thêm zombie nữa mà trong nhà này không có giường ngủ. Ui, để mình chạy qua nhà bên này, nhà đỏ này nãy để mình ngủ này. Đấy, hợp lý để mình ngủ một cái đã các bạn ơi. Ơi, tự nhiên đóng cửa luôn. Bây giờ nè, mình sẽ cần phải chế tạo lại cái rìu các bạn. Ơ, chết rồi, không có sỏi. Sỏi đâu? Không có sỏi mới ghê chứ. Và chúng ta sẽ thử coi có thêm cái tính năng nào hay ho thú vị nữa không nha. Tại vì cái này hơi khó các bạn, nếu mà nó cũng vẫn chưa hoàn thiện lắm, vẫn còn rất là nhiều thứ có thể lách luật được, cho nên mình nghĩ là mình sẽ test những cái tính năng hay trong cái data pack này thôi. Chứ còn nếu như mà để mà chơi cái data pack này thì nó vẫn còn rất là dễ các bạn, nó chỉ có giới hạn một số thứ thôi, còn lại mình vẫn lách luật được bình thường. Mình tại vì đa số là cũng chẳng cần cúp nhiều các bạn, cũng chẳng cần rìu nhiều, chứ không phải cúp lộn nha. Đấy, thì mình vẫn có thể lách luật bình thường. Quầy, kiếm cục sỏi khó thế anh ơi, cho em cục sỏi em làm cái rìu đi. À, mình vừa mới có cái lò nung ở trên kia rồi, mình nãy mình chế tạo cái lò nung rồi các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ nung thử ba cục cát lên, nhưng mà mình cũng chưa có đồ để nung luôn, thì lấy que nung cũng được. Đấy, nó vẫn stack lại với nhau các bạn thấy không, tức là những đồ này mình đập ra nó rớt một á thì nó sẽ không stack, nhưng mà những đồ mà mặc định của game á nó rớt ra hai ba cái thì nó vẫn stack lại với nhau đó. Nó không có kiểm tra được là cái đồ của game hay của người chơi đó, nó chỉ kiểm tra được đồ của người chơi thôi. Mình sẽ có vẻ cái cục sỏi này nó bị nguyền rủa hay sao các bạn, ngoài nó không ra cục đá lửa vậy, giỡn tôi hả nành ní. Rồi được rồi. Tưởng đâu rồi, nãy giờ chưa được, nó vừa mới ôm đầu cái cho liền. Thương. Đấy. Từ mình sẽ để này ở đây. Ôi, để gì còn không sẽ tắt lại được nữa. Cái que. 1, 2, 3, 4. Đó. Phải nồi các bạn ơi. Không nung được, nhưng mà sao, quả gỗ đi vô nung. Ồ, nãy quên lấy than chứ. Này phải giới hạn cúp, giới hạn đồ luôn. Nói chung là cái này sẽ cần rất nhiều thời gian để làm các bạn. Tại vì cái này nó cũng dựa theo cái mod Real Life Craft ấy. Thì nếu như bạn nào chơi rồi bạn biết mà, cái mod Real Life Craft thì cực kỳ khó luôn. Đấy, thì cái này dựa theo Real Life Craft mà. À, ok, lẹ nhanh lên anh ơi, em sắp gọi là hết ấy rồi anh ơi. Đấy, bỏ vô. Đấy, phải bỏ gỗ vô các bạn. Không stack lại với nhau luôn, phải canh bỏ gỗ vô mới mệt chứ, thiệt luôn. Ngoài ra thì khi này nó có cái lúc các bạn câu cá nữa, câu cá nó sẽ gọi là cho bạn cái gì á, từ từ đợi tí mình làm cái cần câu luôn, mình câu cho bạn xem. Rồi đập nè, này có thể tạo que không, chung nó cho không trái thì vẫn cho tạo que chứ đúng không. Lẹ tại vì mình đang cần phải uống nước các bạn ơi. Đây 1 2 3 này rồi. Gỗ này, tàu que này. Đấy, vẫn cho que bình thường chứ. Và hình như là cần câu là cần 3 cái đúng không? Cần 2 các bạn ơi. Mình mình nó lên mạng mình kiếm đây rồi. Lẹ nhưng mà phải đi xuống uống nước cái lẹ nhanh ly, còn 5 phút nữa à. Tại vì mình ở trên xe mạng đó các bạn, cho nên nó hơi gọi là ấy tí. Phải rồi. Uống một bình hồi 1 phút. Oh my god. Nhưng mà không được, cũng vẫn được. Uống bình hồi phút cũng ok, không vấn đề gì cả. Câu cá thử coi. Tại vì mình thấy là trong cái data pack này nó có cái câu cá, nó có cái gì đó rất rất là thú vị các bạn. Này. Vô. Khó nha, hơi khó nha. Đấy, các bạn câu bạn phải đợi nha. Đợi cái bong bóng nó thu lại thì chúng ta mới dứt được. Nó thục cái cần câu mình xuống. Ui, cái cần câu là cần câu cùi các bạn ơi, cho nên đợi rất là lâu. Tại vì nếu như bạn có enchant thêm á thì nó nhanh. Đó hình như sắp tới rồi. Đó bong. Đó, được một cái giày. Đó, và cái này nha, nếu như mà bạn nào mà chơi ở trên núi á, bạn không mặc giáp da là các bạn sẽ bị lạnh nữa. Đó, mất máu rồi nữa. Nói chung là cũng có những cái tính năng đó rất là thú vị luôn. Nó kêu là mình câu phải cá gì đó là mình. Đó, nó kêu là mình câu là mình sẽ câu được con cá còn sống luôn. Và mình muốn là mình phải lấy kiếm mình chém nó thì nó mới chết và mới mất có thịt. Chứ bình thường các bạn câu là câu con cá đúng không? Đó, câu là câu cá vô người luôn. Còn cái này câu á là sẽ câu được cái con cá mà còn sống luôn các bạn. Còn nếu mà mình câu trúng con cá nóc đúng không? Là mình sẽ bị hiệu ứng luôn. Hiệu ứng là kiểu như buồn nôn luôn. Đó. Thế nó mới hay chứ, nó cũng khá là thú vị á các bạn. Trời ơi, cái gì vậy trời? Đó, coi lẹ nhanh lên.
xuống. Ui miếng thịt thúi câu gì mà chán thật sự luôn. Đấy. Ui cái bình này sẽ tắt lại nhau được này. Hấp dẫn. Nhưng mà nói chung là uống nhiêu này nó vẫn chẳng nhầm nhò gọi là thấm thoát nghĩa bạn. Ngoài ra nó còn có một cái là liên quan tới con dơi. Tức là khi mà con dơi nó bay gần mình thì nó có hiệu ứng gì đó. Từ từ để bây giờ mình sẽ đi kiếm coi thử coi trong cái world chỗ này nó có cái hạt độc có con dơi không, để mình review cho bạn xem thử coi khi mà chúng ta gọi là gặp con dơi thì nó sẽ bị cái gì nha các bạn. Và ngoài ra nó có một cái nữa, con gà. Khi con gà bị từ từ mình thử coi. Đó, khi con gà bị đánh trúng á là nó sẽ tự động đánh mình nha các bạn. Và nó sẽ có gọi là hiệu ứng là ở trên đầu nó có một cái chấm màu cam này nè, là tụi gà nó sẽ gọi là hội đồng mình đó các bạn. Đó, thấy không? Bạn thấy không? Đó, những cái con này á là nó sẽ đánh mình. Y chang như là gọi là tạo phản vậy các bạn. Không mà phải tạo phản, gọi là phản gọi là gì ta? Phòng vệ đó, chứ tưởng tạo phản mình đánh nó mà tạo phản gì đúng không? Nó đâu phải gọi là đệ tử mình đâu mà.